Xin kính chào quý vị và các bạn. Dung Audi ô tô cũ Hải Dương. Hotline 0855 966 966. Ngày hôm nay xin trân trọng giới thiệu quý vị và các bạn một chiếc Camry. Một chiếc Camry bản 2.0e được sản xuất năm 2014. Hiện nay đang được chào bán với giá là 698 triệu đồng. 698 triệu đồng cho một chiếc Camry 2.0e sản xuất năm 2014. Bây giờ mình sẽ quay tổng thành chi tiết của chiếc xe này. Đây là chiếc Camry Toyota Camry. Chiếc xe này nó là bản 2.0e, nhưng mà ở đây là chủ trước của cái xe này, họ đã dán vào đây là 2.5Q. Đây cái chữ này họ dán vào là 2.5Q, nhưng mà nó là, mình cũng nhấn mạnh với quý vị là tại sao mà dán ở trên xe là 2.5Q, nhưng mà lại mình nó thực chất nó là bản 2.0e. 2.0e sản xuất năm 2014. Toyota Camry. Chiếc xe này hiện nay đang được chào bán với giá là 698 triệu đồng tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966. Xe mang biển số Hà Nội cũng khá là đẹp. Biển số đẹp đồng nghĩa đi với một chiếc xe khá là đẹp đây. Bây giờ mình sẽ quay về tổng thành chi tiết chiếc xe. Chiếc xe này thì như quý vị nhìn thấy đây là sơn vỏ còn rất đẹp. Nội thất chiếc xe này cũng còn rất đẹp. Bây giờ mình sẽ quay hết tất cả các cái tổng thành của chiếc xe cho quý vị xem, để quý vị cảm nhận về chiếc xe này. Dạ vâng ạ. Đây mình sẽ quay xa một chút cho quý vị xem, khi mà xe mở cửa thì như nào. Tổng thành của chiếc Camry 2.0e sản xuất năm 2014, hiện nay đang được chào bán với giá là 698 triệu đồng tại Dung Audi ô tô cũ Hải Dương, hotline 0855 966 966. 698 triệu, xe được sản xuất năm 2014. Camry 2.0e. Camry thì nó quá là đẳng cấp rồi, được thừa nhận trên toàn thế giới. Hãng Toyota đưa ra chiếc Camry này thì nó có mặt ở tất cả mọi nơi trên thế giới. Đi đâu mình cũng có thể nhìn thấy Camry, từ Anh, Pháp, Mỹ đến châu Âu, rồi châu Mỹ, rồi bất cứ đâu, Nga cũng có, đâu cũng có xuất hiện chiếc Camry. Thì nó đã được là một cái phiên bản mà được thừa nhận trên toàn thế giới. Xe được bây giờ mình sẽ giới thiệu qua về cái nội thất của chiếc xe, quý vị xem qua nội thất của chiếc xe. Sau đó tí nữa mình sẽ quay kỹ. Đây là mình giới thiệu qua thôi. Rồi tí nữa mình sẽ giới thiệu chi tiết. Đây quý vị nhìn qua nội thất của chiếc xe rất là đẹp, nguyên bản 100% luôn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu ạ. Đầu tiên, chiếc xe này là cái mặt ca lăng làm rất đẹp luôn. Mặt ca lăng cùng đời là đèn gầm và cái đèn pha của nó cấu tạo rất đẹp. Cái mặt ca lăng thì toàn bộ là mạ chrome, cho nên là cái nhìn cái ánh của nó cực đẹp luôn. Quý vị có nhìn thấy tổng thành chiếc xe rất đẹp. Xe được trang bị đèn bi xê lông siêu sáng. Đèn bi xê lông siêu sáng. Đèn này là được trang bị đèn mắt liếc rồi mà quý vị nhé. Đèn mắt liếc rồi. Và xi nhan trên gương. Xi nhan trên gương ạ. 4 la răng đúc và phanh ABS thì dĩ nhiên rồi. Dòng xe sang, dòng Camry là dòng xe sang phân khúc hạng D. Dòng xe sang phân khúc hạng D thì dĩ nhiên nó là la răng đúc và phanh ABS. Xe được trang bị cảm biến quanh xe. Cảm biến quanh xe quý vị nhé. Đây ạ, cảm biến quanh xe. Trang bị cảm biến quanh xe. Tiếp theo nữa, về cái phần nội thất của chiếc xe được trang bị những gì? Thì xe được trang bị gương kính chỉnh điện và cụp điện. Gương kính chỉnh điện cụp điện đây. Vô lăng tích hợp bàn phím. Vô lăng tích hợp bàn phím. Đầu CD 6 đĩa. Đầu CD 6 đĩa đây. Túi khí.
đây là túi khí. Túi khí đây ạ. Rồi điều hòa tự động hai vùng độc lập. Có điều hòa đằng trước và điều hòa đằng sau. Đây là điều hòa đằng sau. Về chiếc xe này thì được trang bị động cơ Eco. Nó lên thế hệ mới được trang bị động cơ Eco. Được trang bị động cơ Eco quý vị nhé. Đây. Động cơ Eco. Bây giờ mình sẽ đi vào giới thiệu chi tiết chiếc xe. Là về các cái cấu tạo của chiếc xe là như vậy. Thế còn bây giờ mình sẽ đi về. Đây quý vị có thể nhìn thấy ghế da. Toàn bộ ghế da rất là đẹp, nguyên bản nhé, ghế da nguyên bản quý vị nhé. Rồi trần nỉ nguyên bản rất đẹp ạ. Trần nỉ nguyên bản rất đẹp luôn. Gầm bệ của Camry thì không phải nói rồi, quá là chắc chắn rồi. Hai vùng điều hòa độc lập đấy ạ. Bây giờ mình sẽ đi kiểm tra về. Đầu tiên thì mình kiểm tra về phần cốp, phần phía sau xe, xem là keo chỉ và xe có bị. Quý vị hãy cùng với mình kiểm tra chiếc xe này. Thì quý vị có thể nhìn thấy đây, đinh tán còn nguyên đấy, toàn bộ đinh tán còn nguyên, hai bên đinh tán còn nguyên quý vị nhé. Chỉ xịn luôn đây, chỉ xịn luôn ạ. Đây chỉ xịn ạ. Keo chỉ zin. Thế là về cái phần cốp, keo chỉ zin. Mình sẽ mở cái nắp thùng cốp này lên xem như thế nào. Tất cả còn nguyên. Đây ạ, đây là lốp dự phòng và đồ đạc kích. Rồi là tay quay. Tay quay đây ạ. Rồi là trong mở lốp đầy đủ hết. Xe đã được dán chống ồn. Cái lớp bạc bạc ở dưới đấy là, quý vị có thể nhìn thấy cái lớp bạc này là lớp dán một lớp chống ồn. Kiểm tra cái đi xe để quý vị có thể nhìn vào đây. Xe là ok. Đây. Rất là ok. Phần đuôi là không vấn đề gì quý vị nhé. Đây, không vấn đề gì cả. Đây. Rất là ok, không vấn đề gì về phần đuôi. Không có một chút gì gọi là vấn đề đâm va ở cái phần đuôi này cả. Thế là mình qua mình kiểm tra thì không có một chút gì là đâm va. Mình đã vạch doang là mình xem rồi, không có một chút gì cả. Phần đuôi xe là ok, zin. Bây giờ về phần cánh phía sau bên phụ. Đây là cánh phía sau bên phụ thì đây ạ. Keo chỉ cũng zin. Quý vị có thể nhìn thấy keo chỉ zin ạ. Tiếp đến là phần cánh sau bên cánh phụ. Đây là phía bên cánh phụ. Đây ạ, chỉ đây ạ, toàn bộ chỉ đây ạ. Chỉ zin luôn. Đây ạ, chỉ zin luôn ạ. Táp ly rất là đẹp quý vị nhé. Quý vị có nhìn thấy táp ly rất đẹp luôn. Táp ly như mới luôn. Táp lô cũng như mới đây ạ. Táp lô cũng như mới. Rồi là mặt đồng hồ, rồi vô lăng, cần số còn rất đẹp. Mặt cần số còn rất đẹp luôn. Hộp tì tay, ghế da rất đẹp. Quý vị có thể, cái đấy là mình đưa ra và quý vị tự cảm nhận. Đây là đây, táp ly đây. Bây giờ mình sẽ, thế là bên vế bên phụ thế là ok rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển sang vế bên lái. Vế bên lái thì đây, táp ly còn rất đẹp. Táp ly đẹp. Bây giờ xem đến phần chỉ, keo chỉ thì ok quý vị nhé. Keo chỉ là mắt của mình nhé. Keo chỉ là mình kiểm tra là ok rồi. Keo chỉ chiếc này cũng, bên cánh bên này cũng zin. Đúng không ạ? Về nội thất thì ghế da đằng sau bên, ghế da hàng ghế sau, ghế da đẹp. Ghế da xịn, đẹp. Cửa gió đây cũng rất là đẹp, hộp tì tay đẹp. Đây là táp ly cánh lái. Táp ly cánh lái cũng còn rất đẹp. Xem chỉ nào, chỉ ok quý vị nhá. Chỉ ok ạ. Chỉ ok hết. Vậy là mình kiểm tra kỹ thuật về phần đuôi xe cũng như là bốn cánh là ok rồi. Nội thất đẹp, không có hỏng hóc bất cứ một thứ gì. Trần nỉ đẹp. Ghế da đẹp.
rồi là vô lăng cần số còn thấy rất đẹp. Mặt đồng hồ, táp lô, táp ly. Đấy là những thứ mình cần kiểm tra cho về nội thất và như ấy. Bây giờ mình còn phần đầu nữa, mình kiểm tra đến phần đầu. Đây ạ, thông tin đây ạ. Toyota Camry, sản xuất năm 2014. Đây ạ, năm sản xuất là 2014. Bây giờ mình sẽ đi đến phần kiểm tra phần đầu của chiếc xe. Thì khi mở cái nắp capo của chiếc xe này lên thì đập vào mắt mình ấn tượng, rất ấn tượng với một chiếc xe. Keo chỉ, bây giờ mình kiểm tra luôn keo chỉ. Đầu tiên là chỉ capo còn nguyên ạ. Đây là bên má bên lái của chỉ capo còn nguyên, ốc capo còn nguyên chưa ra. Chỉ bên phụ cũng ok, ốc capo còn nguyên chưa ra. Phe chỉ phía trước cũng ok quý vị nhá, chỉ phía trước cũng rất là ok luôn, mình kiểm tra rồi rất là ok. Đây ạ, nó chỉ có chỉ đến đây thôi, nó chỉ có chỉ đến đây thôi, còn trước này là ca lăng thì nó không có chỉ. Đấy, đấy là phần capo, là capo nguyên chưa thật ra, chưa tháo capo. Vâng, trong chuyên môn gọi là capo chưa ra. Đấy, capo chưa ra. Thế còn về bây giờ mình sẽ đánh giá về mặt kỹ thuật của hai bên má. Hai bên má bạn nhìn thấy nguyên còn nguyên đây, còn nguyên vết bụi thời gian đây. Mình mở ra là còn nguyên vết bụi thời gian nhé quý vị nhé. Rồi ok, mình đẩy vào. Mình sẽ đẩy vào. Rồi. Còn nguyên vết bụi thời gian. Là của đấy là hai bên má. Mình kiểm tra hai bên má, ok. Còn nguyên vết bụi thời gian, không có một tí gì là nắn bóp cả, đúng không quý vị? Đây là mình cứ phải tả thật với nhau là như thế. Rồi. Về phần hai bên má không bị hiện tượng gì, không bị đâm va gì, capo còn nguyên. Rồi là về phần răng, đầu răng đây, còn nguyên vết bụi của thời gian, không có lỗi gì. Chiếc xe này mình đã đánh giá là về lỗi là không đâm va, không tai nạn. Thế còn bây giờ về phần máy móc thì các bạn có thể nhìn thấy đây ạ. Đây là ốc của ụ giảm sóc, còn nguyên ốc 7 màu, cũng như là ốc máy. Ốc máy còn nguyên dấu của nhà máy. Ốc máy các bạn có thể nhìn thấy từng chi tiết máy là vẫn còn nguyên vết dấu bút của nhà máy ạ. Còn nguyên vết dấu của nhà máy. Tức là chiếc xe này là máy zin. Quý vị có thể nhìn thấy số máy ngay ở đằng trước kia, ngay rất dễ nhìn. Chiếc Camry nó sản xuất số máy rất dễ nhìn luôn, rất dễ nhìn và rất dễ kiểm tra. Máy zin luôn quý vị nhé, máy số zin, zin từng con ốc, máy số còn nguyên. Xe đây ạ, quý vị nhìn này, xe chưa đụng chạm gì, máy zin. Thì đây là tổng thành của một chiếc Camry 2.0e được sản xuất năm 2014. Động cơ 2.0 Eco, động cơ máy 2.0 máy Eco tiêu thụ khoảng độ tầm 8 lít thôi, hơn 8 lít xăng cho 100 km đường hỗn hợp thôi. Và chiếc xe này về mặt keo chỉ còn zin 100%, máy số zin, chưa mở bất cứ một con ốc nào cả, mình gọi là vẫn thường gọi là zin từng con ốc. Xe cam kết không tai nạn, không ngập nước, là con chiếc Camry Toyota Camry bản 2.0e được sản xuất năm 2014 và hiện nay đang được chào bán tại Dung Audi Ô tô Cô Hải Dương với giá là 698 triệu đồng. 698 triệu đồng cho chiếc Toyota Camry 2.0e sản xuất năm 2014. Bây giờ quý vị các bạn hãy cùng mình trải nghiệm chiếc xe để xem là khi nổ máy và đi chiếc xe này, khởi động chiếc xe này nó sẽ ra làm sao. Xe cam kết không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ zin 100, máy số zin. Đấy là về thông số của chiếc xe này. Bây giờ quý vị và các bạn hãy cùng Dũng Audi thử nghiệm, trải nghiệm lái chiếc xe này. Mình sẽ cho bé quạt gió xuống cho đỡ ồn. Chiếc xe này là chạy 8 vạn chuẩn quý vị nhé. 2014 đến nay là 5 năm rồi. Chạy 8 vạn, tức là 4 năm rưỡi chạy 8 vạn, mỗi năm chạy hơn 1 vạn là chuẩn luôn quý vị nhá. Cam kết là đồng hồ xịn luôn, không tua nhá.
xe rất đẹp, nhìn cái chất xe thì xứng đã dáng với 8 vạn quá rồi. Bây giờ quý vị có thể cùng mình trải nghiệm chiếc xe này. Chiếc xe này thì đầu tiên là máy nổ rất êm, ngồi trong xe không nghe thấy bất cứ tiếng động cơ nào luôn. Ngồi trong xe là cam kết với quý vị là không nghe thấy tiếng động cơ, chỉ nghe thấy tiếng gió của quạt điều hòa cho thôi. Gầm bệ rất là chắc chắn, mình đang đi đường bê tông, mình đang chạy ở đường bê tông để thử cái cảm giác lái cũng như là cái độ chắc của gầm. Thì là đấy ạ, đề ba rất là ok nhé quý vị nhé. Đề ba đạp cái là vọt ngay và lái rất nhẹ, số đạp đến đâu thì xe đạp đến đâu là chạy đến đấy luôn, rất là êm. Chỉ có tiếng của lốp dội lên ở cái đường bê tông này thôi, chỉ có tiếng của lốp thôi. Đề ba chuyển số rất đều, đề ba vọt. Chiếc xe này là mình đánh giá gầm bệ chắc chắn, lái nhẹ, số chuyển đều, máy êm bốc. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với Dung Audi qua số hotline 0855 966 966. Quý vị nào mà chưa đăng ký kênh hãy bấm nút đỏ để đăng ký kênh. Sau khi bấm vào nút đỏ nó hiện lên quả chuông, quý vị hãy bấm vào quả chuông để nhận được thông báo mỗi lần mình live stream báo giá trực tiếp, cũng như là mỗi lần mình up video clip mới, quý vị sẽ là người đầu tiên được nhận được thông báo. Quý vị sẽ nhận được thông báo mỗi lần mình quay video trực tiếp hoặc là để báo giá cho quý vị, cũng như là mình up video được clip mới thì quý vị đều được nhận được thông báo của YouTube. Quý vị có mọi thắc mắc gì hoặc là cần tư vấn gì hoặc là cần muốn mua xe gì thì có thể alo trực tiếp Dung Audi hotline 0855 966 966 để được Dung Audi trực tiếp tư vấn và giải đáp. Hẹn gặp lại quý khách ở video clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị có những thành công trong cuộc sống và trong công việc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.